Dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến nhiều người dân nghèo trên địa bàn thành phố thêm khó khăn. Từ thực tế này, Công an Đà Nẵng đã triển khai ngay chương trình 2.000 phần quà trao tặng cho những hộ đặc biệt khó khăn, hộ yếu thế trên địa bàn nhằm chung tay giúp họ vững tâm vượt qua đại dịch. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, trú tại phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Khi được đích thân Giám đốc Công an thành phố đến động viên, thăm hỏi và trao tặng những phần quà thiết thực phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hàng ngày. Dẫu khó khăn là thế, nhưng ông Hùng và gia đình vẫn gương mẫu bảo ban nhau, chấp hành nghiêm các quy định, không ra khỏi nhà để phòng chống dịch hiệu quả. Hôm nay có đại diện ban giám đốc công an rồi đến hỗ trợ cho một món quà, chia sẻ rất là to lớn đối với gia đình của tôi. Và tôi cũng thành thật xin chân thành, cũng xin chân thành cảm ơn. Chúng tôi cảm thấy là rất là xúc động. Với sự quan tâm này, biết rằng là đồng chí giám đốc công an thành phố rất là nhiều việc, một sự quan tâm của đồng chí đối với các cái hộ này, đây là một sự động viên to lớn, có sự cổ vũ để cho người dân vượt, cố gắng cùng nhau vượt qua được cái đại dịch này. Không chỉ có địa bàn quận Hải Châu, ban giám đốc công an thành phố cũng trực tiếp đến thăm những hộ gia đình khó khăn, người tạm trú trên địa bàn các quận huyện của thành phố để lắng nghe, chia sẻ, động viên mọi người cùng quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, công an các phường xã cũng chủ động nắm tình hình các hộ khó khăn, yếu thế trong khu vực quản lý để có phương án hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Bị đại dịch như đây thì thất nghiệp, không làm ra tiền. Nói thật rất là khổ mà trừ được sự quan tâm của chính quyền các cấp, công an địa phương với các nhà mạnh thường quân hảo tâm cho một món quà là cô vô cùng xúc động, cô cảm ơn ngàn lần luôn. Ngay sau chương trình cung ứng lương thực, thực phẩm cho người dân ở 4 quận trên địa bàn, thì công an thành phố lại tiếp tục có những phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm và các nhu yếu phẩm thiết yếu trao đến tận những hộ dân đặc biệt khó khăn. Chỉ với những phần quà nhỏ, nhưng chứa đựng cả tấm lòng của cán bộ chiến sĩ công an thành phố đã và đang giúp người dân thành phố yên tâm hơn, đồng lòng cùng thành phố vượt qua đại dịch.